Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo động thành phố Hồ Chí Minh, 11.500 người thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19. Nhiều người vẫn có tâm lý e ngại từ chối tiêm vaccine. Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, bao giờ đưa vaccine Việt Nam vào tiêm chủng? Và quan trọng nhất là tiêm cho ai khi toàn dân đều đã đủ 2 mũi? Cần làm rõ Việt Á chi 800 tỷ đồng tiền hoa hồng thổi giá kit test COVID-19 cho những vị nào? Rất khó, nhưng cần làm để lấy lại niềm tin của nhân dân. Không thể tin nổi, Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ thành phố 12 triệu dân để tìm F0. Thưa quý vị khán giả, tiêm vaccine có nguy cơ xảy ra biến chứng. Tiêm vaccine vẫn có khả năng nhập viện và không qua khỏi. Điều này là không sai. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin khẳng định với quý vị, nếu không tiêm vaccine thì tỷ lệ mắc bệnh không qua khỏi sẽ còn cao hơn rất nhiều, đặc biệt là với những người cao tuổi mắc bệnh nền. Dù truyền thông đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người có tâm lý e ngại từ chối tiêm chủng vaccine. Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, hiện vẫn còn 11.500 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine với nhiều lý do, và trong đó thì nhiều người từ chối tiêm chủng. Liên quan đến vấn đề này, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết rằng việc thuyết phục người dân tiêm chủng vẫn là một bài toán khó của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Và vấn đề đáng lo ngại này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Cần làm rõ Việt Á chi 800 tỷ đồng tiền hoa hồng thổi giá kit test COVID-19 cho những vị nào? Rất khó, nhưng cần làm để lấy lại niềm tin của nhân dân. Thưa quý vị, có hai con số đáng suy ngẫm liên quan đến vụ thổi giá kit test COVID-19 của Việt Á. Thứ nhất, giá kit xét nghiệm đã được nâng khống lên khoảng 45%. Nâng khống lên chừng đó, ai phải chịu đây? Nhà nước chịu, doanh nghiệp chịu, và người dân sử dụng dịch vụ test COVID-19 cũng phải chịu. Và để được thông qua cái giá phi lý đội lên tới 45% ấy, liên quan đến một con số thứ hai, đó là 800 tỷ đồng tiền lót tay cho các đối tác mua bán kit test COVID-19 với Việt Á. Con số này vừa được Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt khai ra mới đây. Điều đáng nói, đến nay C03 Bộ Công an mới chỉ tạm thời xác định được vài chục tỷ tiền hoa hồng kit xét nghiệm sau khi khởi tố 21 bị can là lãnh đạo, là cán bộ tại các bệnh viện, đơn vị ngành y và CDC các tỉnh thành. Như vậy, đối chiếu với con số 800 tỷ lót tay mà Giám đốc Việt Á đã khai nhận, thì vẫn còn hơn 700 tỷ đồng đang nằm trong túi của nhiều vị cán bộ khác chưa lộ mặt. Dư luận nhận định phải làm rõ 800 tỷ đồng đã chi cho những ai, phải tìm cách thu hồi khoản tiền này để trả lại ngân sách, hỗ trợ người dân đang khó khăn vì đại dịch COVID-19. Chắc chắn thời gian tới sẽ còn nhiều cá lớn bị đưa lên bờ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, bao giờ đưa vaccine Việt Nam vào tiêm chủng? Và quan trọng nhất là tiêm cho ai khi toàn dân đều đã đủ 2 mũi? Cần làm rõ kết quả nghiên cứu vaccine nước ta đến thời điểm này như thế nào? Khi nào thì đủ điều kiện để phê duyệt sản xuất, cung ứng, tiêm chủng cho người dân? Vâng thưa quý vị, đây là câu hỏi được đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy, đoàn Thái Bình đặt ra tại phiên thảo luận trực tuyến mới đây. Cụ thể, phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Huy nhận định rằng để sống chung an toàn với COVID-19, chính sách cần đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đưa vào sử dụng vaccine nội, cần đáp ứng từ 30 đến 40% nhu cầu tiêm chủng của cả nước. Theo ông Huy, việc có vaccine trong nước là trách nhiệm của nhà nước và là nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo an ninh y tế lâu dài. Do đó, đại biểu Huy đề nghị cần xác định thời điểm cụ thể đưa vaccine nội vào tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, theo công bố mới đây, thì vaccine Nanocovax, loại vaccine tiềm năng nhất của Việt Nam hiện nay, cũng chỉ đạt hiệu lực bảo vệ tính chung toàn thời gian là 52,1%, nghiên cứu trên chủng virus gốc Vũ Hán. Ngoài ra, chưa có các dữ liệu nghiên cứu về hiệu quả trước các biến chủng khác, hay là việc liệu có thể dùng vaccine Việt Nam để tiêm mũi bổ sung hay không. Trong khi đó toàn dân hầu hết đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngoại. Việc đưa vaccine Việt Nam vào tiêm chủng có lẽ vẫn còn ở tương lai xa. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo động thành phố Hồ Chí Minh, 11.500 người thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19. Nhiều người vẫn có tâm lý e ngại từ chối tiêm vaccine. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh,
trong hơn 25.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao, tức là trên 65 tuổi, có bệnh nền. Đến nay mới tiêm được 54%. 11.500 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine với rất nhiều lý do. Trong đó nhiều người từ chối tiêm chủng. Thông tin này được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC cho biết tại cuộc họp báo mới đây. Và giải thích lý do chỉ mới tiêm cho 54% người thuộc nhóm nguy cơ cao. Ông Tâm giải thích, do giai đoạn đầu cần phải rà soát, lập danh sách nên tốn rất nhiều thời gian. Hiện việc lập danh sách đã xong, thành phố sẽ tập trung vào việc thuyết phục và tiêm chủng cho nhóm này. Tốc độ tiêm sẽ được đẩy nhanh hơn. Một ví dụ điển hình về việc từ chối tiêm chủng vaccine được ghi nhận tại quận Tân Bình. Qua rà soát xác định 946 trường hợp nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine. Trong đó 12 người tiền sử sốc phản vệ không thể tiêm vaccine. 94 người không đồng ý tiêm. 31 người đang bệnh nền. Còn lại phần lớn là đang mắc COVID-19 nên chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Như vậy, có tới 94 trên 946 người từ chối tiêm vaccine, chiếm tỷ lệ lên tới 10%. Bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình bày tỏ sự thất vọng với tỷ lệ này và cho biết rằng không đồng ý tiêm chủng là quyền của người dân. Chúng ta chỉ có thể thuyết phục chứ không thể cưỡng ép được người dân. Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cũng cho biết thêm, trong hai đợt rà soát người thuộc nhóm nguy cơ cao thì phát hiện trên 2.000 F0 trong quá trình điều trị nên chưa tiêm vaccine được ngay, cần chờ họ xuất viện rồi mới tiêm được. Ngoài ra, có một số người không đồng ý chích ngừa, trở thành bài toán khó của thành phố. Và để tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo 400 cán bộ y tế đến tận nhà người dân tìm hiểu nguyên nhân, thuyết phục và tổ chức tiêm ngay tại nhà. Thế nhưng vẫn rất khó thay đổi suy nghĩ của một bộ phận người dân. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Không thể tin nổi, Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ thành phố 12 triệu dân để tìm F0. Thưa quý vị, chính quyền Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã yêu cầu toàn bộ dân cư và công nhân tại đây phải xét nghiệm khi COVID-19 có dấu hiệu lan rộng. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh Trịnh Châu báo cáo 42 ca dương tính COVID-19 trong 24 giờ qua tại nhiều quận khác nhau của thành phố này. Dù số ca nhiễm ở mức thấp, Trung Quốc đang đối phó đợt bùng phát kéo dài nhất trong gần 2 năm qua. Xét nghiệm diện rộng là một phần trong chiến lược Zero Covid của Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc bày tỏ tin tưởng có thể duy trì chiến lược Zero Covid trong thời gian tới. Dù có thể ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn, chúng tôi đã hạn chế được nguy cơ bùng phát diện rộng. Li Quan, quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã tuyên bố như vậy. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.